Em muốn chào tất cả anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với cửa hàng nông ngư cơ Nguyễn Châu, địa chỉ 237 Hồng Dương, thị trấn Gia Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em sẽ review cho anh em một cái động cơ của máy cày L2000 nha anh em. Kubota L2000 nha. Máy thì ngoại hình còn khá là đẹp nha anh em. Thì các nước coil lửa đầy đủ nguyên bộ luôn nha. Cả cái nồi Amiga luôn, anh em chỉ cần mua về gác lên thôi chạy thôi. Bên em máy móc thì bảo hành 1 năm cho anh em sử dụng nha. Cái này em xịt dầu lên cho nó bóng nha anh em. Máy nước đồ còn đầy đủ nha. Máy thì bao riêng từng ốc nha, không có mở đồ ra nha anh em, không có dấu bung được nha. Đây là anh em dùng cái cổ bô lửa nha, là anh em tự tính giá nha, là máy nó ít xài là bô lửa nó còn trắng nè. Còn mấy cái này là do nó để thời gian mưa gió rồi anh em, lại bên thời tiết đồ á, nó xét cái chỗ này thôi nha, chứ còn bô nó chạy ít lắm. Đời Amaya nè, còn đầy đủ nguyên bộ nè, bơm ben của đời nè, của đời đó anh em thấy không nè. Tất cả còn riêng hết nha anh em. Rồi anh em nào mình có mua á, mình có thể kết bạn như Zalo, số Zalo em có để trong màn hình á, số điện thoại Zalo vậy đó, kết bạn để tách máy đồ lại nha. Thì em chỉ nổ test ở trên đây thôi, anh em xem là anh em mua thì có thể gọi điện hoặc là kết bạn Zalo để test lại nổ lại như nữa nha anh em. Thì bên em sẽ báo giá rồi cho anh em chốt cọc thì em sẽ giao hàng tận nơi cho anh em nha. Con này D1100 nè, mã số của nó là 14055 thấy không, 14055 nha anh em. Rồi thì con này thì Kubota là nó bền lắm em, anh em lợi dầu một tiếng chạy của nó là 1.2L nha anh em, 1.2L tới 1.5L nha. Rồi em sẽ tách máy nổ cho anh em nha. Tua của nó là từ con này dòng máy cày tua nó 26-28 à anh em, tua chậm. Anh em muốn mua về chạy bơm nước, máy phát điện đồ hoặc là chạy vỏ lãi hộp số rồi đó thì cứ mua gắn vô đây nha. Còn anh em nào xài máy cày thì mình có thể mua chạy gác lên luôn, khỏi công chế cháo gì hết. Và em sẽ để test máy nổ cho anh em xem nha. Thì con mình em quay lắm hơi khó nha. Cực kỳ là nhảy nổ luôn, không cần xông quét nha anh em. Máy bao hơi bao khói cho anh em nha. Mấy cái dòng này, mấy cái bô mà nó còn trắng là không bao giờ hơi, nó không bao giờ nó đổ anh em, không bao giờ nó xuống á. Máy này mấy xe nó chạy 5-10 năm là chuyện bình thường. Anh em nào mua về cứ thay nhớt nhau đầy đủ là cứ xài thôi. Về thay nhớt thay nhau đồ á, nhớt xịn vô là thay lọc nhớt rồi này nọ là xài, châm nước xanh rồi vô là xài cực kỳ bền luôn. 5-10 năm là chuyện bình thường. Rồi bên em bán bảo hành 1 năm. Máy nổ khá là êm, máy nổ êm mà lực nữa nha anh em. Gan tay của nó còn nhuyễn nữa nha anh em. Rồi để em chỉnh cho. Dòng Kubota dòng này là ga của nó là kim ru luôn, nhuyễn băng không. We'll be right back.
Đây, em xin tắt máy luôn. Đây, em sẽ vô nhà quay cho anh em xem, để khách khứa được vô cũng hơi nhiều á. Em quay vô nhà cho anh em tham khảo dàn máy sau nha. Thì khách vô đang mua coi máy nha anh em. Anh em nào mua mình có thể liên hệ số điện thoại em mới để trên màn hình ha. Hoặc là kết bạn Zalo. Em xin chào tạm biệt tất cả anh em.